Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Mỏ Nhọn đây. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục chương trình đi tìm Charizard V Max Shiny. Mình đã chuẩn bị 4 hộp ở phía sau các bạn thấy không? 4 hộp tin luôn. Nhưng mà hôm bữa mình mở 4 hộp khác á thì cái số 4 nó không có may mắn với mình nên hôm nay mình sẽ mở 2 hộp thôi. Còn 2 hộp mình sẽ dời lại ở video sau. Rồi, không nói nhiều nữa. Let's go. Ơi, khoan. Mình hy vọng là các bạn sẽ luôn ủng hộ mình và bằng cách là nhấn nút theo dõi kênh nha và bấm chuông để nhận thông báo sớm nhất. Rồi bây giờ mình sẽ vô video thôi, không làm mất thời gian các bạn nữa đâu. Let's go. Rồi, vô video thôi. Ta-da, 2 box luôn. Một cái trước nha. Sẽ có, nó sẽ tặng cho mình thẳng một con shiny luôn. Đây, con Cramorant shiny. Đây là code nha các bạn. Rồi. Thì ở trong một cái team này á, nó sẽ có 6 pack. Thì cái hộp này ở trên thị trường nó cũng không có mắc. Giá nó cũng ok. Như thường lệ nha, xào bài cái. Bài đầu tiên sẽ là hình em Rockapoo. Mình mở biết bao nhiêu rồi đó mà mình vẫn chưa có được em rồng nữa. Đây, có cho các bạn đây. Một, hai, ba, bốn. Ba năng lượng. Ủa? Cái thứ hai. Đây là code cho các bạn. Nè, giống như nãy đúng không? Là 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4. Đó, 4 thì nó sẽ là lá năng lượng đây nè. Đó, đúng rồi, cái này mới đúng nè. Năng lượng nước. Trainer Luxio Torki Trainer Torki. Amazing Trời ơi. Trời ơi, các bạn thấy lấp lánh không? Trời ơi, tuyệt vời. Và tiếp sau sẽ là Trời ơi, nó đi chung với nhau luôn. Train up full up. Trời ơi, tuyệt vời. Con này mình chưa có luôn. Thật sự bữa giờ mình mở quá trời. Tiếng Anh, tiếng Nhật luôn mà vẫn chưa có em này. Dạ có rồi nè. Trời ơi, tuyệt vời mọi người ơi, coi nè. Trời ơi. Không một lỗi lầm luôn. Con cái nó hơi lệch center thôi chứ nó mới ken à. Quá ngon. Trời, mới có 2 phát thôi đó. Mấy cái 2 phát thôi mà nó vậy đó. Trời ơi, cho con rồng shiny chai sắc nữa là xong. Tuyệt vời luôn. Đây, code đây. 1, 2, 3, 4.
Năng lượng gì đây? Năng lượng thép. Steel đúng không? Rotom Trainer Fluxo Chudo Spinera Kufan Fossi Flurry Snom. Ấy trời ơi. Thấy gì đâu nè mọi người ơi, thấy gì màu đen đen nè mọi người ơi. 1, 2, 3. Một MV. Một em sắp MV. Ra là vui rồi đó. Nó không ra mới buồn chứ ra là vui. Tiếp. Mình không có đeo móng tay á, nên mấy cái này mình hơi khó. Tay mình ngắn ngủn mà mở mấy cái này hơi khó. Đây, có tiếp. 1, 2, 3, 4. Phía sau sẽ là năng lượng. Năng lượng bóng tối. Trainer Flosso Toki Nikit Horsi Snom Mopico Cagnia. Một em reverse nữa. Phía sau sẽ là bọn Jarut. Hiếm thôi chứ không có gì hết. Tiếp. Thật sự khó mà có nhiều bạn á. Có nhiều bạn người ta mở như nè, người ta để hai tay nè, người ta xé như nè. Đó, người ta xé nè. Nhưng mà làm như vậy á, nó hư bài nhiều lắm thật sự. Nó làm cho cái bề mặt bài trong nó cạ nhau á, nặng lắm. Nên mình phải cố gắng mình mở cái này. Mà nó hơi lâu xíu. Có gì lát lên video mình cắt bớt mấy cảnh mà mình xé lâu cho mình đỡ chờ nha. Rồi, khó tiếp. 1, 2, 3, 4. Năng lượng sét. Flosso Trainer Proton Coffee Coffee một chú cừu. Phía sau sẽ là không có gì hết. Ôi tuyệt vời, quá đẹp. Trời ơi còn nó chiếu chói mắt luôn á, quá đẹp. Tiếp theo. Cốt. 1, 2, 3, 4. Năng lượng gì đây? Năng lượng lá. Toki Trainer Flosso quá đẹp. Phía sau sẽ là phía sau là một em đó luôn, hai con đi chung nhau luôn rồi. Trời con này hơi bị cool ngầu luôn á. Nhìn nè, lấp lánh. Ủa hết rồi, hậu nhất rồi. Xíu theo học ngay. Học thứ hai nha. Thì nó cũng như học kia, nó sẽ có một con. Nó tặng cho mình một con V Max. Nó tặng cho mình một con V Shiny. Đây là code nha các bạn. Thì trong đây á, nó cũng sẽ có một đống mát, 6 mát. Rồi, xào thôi.
biết các bạn cái giống mình không, mình bị nghiện cái mùi này á. Mỗi lần mà có bài mới mình thích ngửi cái mùi nó phê lắm. Rồi tiếp tục nha, tiếp tục chương trình nha. Đây có 1, 2, 3, 4. Và năng lượng side check Cramorant China, Mokiko, Cockney, Hershey, Kuffin, Shudo. Một em nhận reverse và phía sau của em đó sẽ là quả đạn mù Galarian. Không có gì hết. Tết. Code nha các bạn. 2, 3, 4. Mình sẽ giấu phía sau luôn, không giấu phía trước nữa. Ta-da-n. Em Coffin, em Mopico, em Hose, em Nhận, em Cú. Một em Post Mod. Đó, cái em này là hơi hiếm á. Mình thấy người ta cũng sang em này nhiều lắm nè. Tại vì nó khó ra đó. Em này với em Sukun là rất khó ra luôn nha mọi người. Và phía sau sẽ là không có gì hết. Trời ơi, nhiều người kiếm lắm á. Tại vì nó mở được thôi ha. Ủa, nó bị gì nè? Ý, nó bị lỗi hả? Nó bị một cái dấu chấm. Nó in lỗi một dấu chấm nè mọi người. Mình thấy không? Trời ơi, mấy cái in lỗi này là thường là có giá lắm nè. Nãy này nó in lỗi hay là cái con này nó như vậy ta? Tại vì mình thấy mấy con khác đâu có dấu chấm đâu. Hay là cái con này nó như vậy nhỉ? Ai có cái con này á, comment ở phía bên dưới cho mình biết nha, cái dấu này có phải là của nó có sẵn không nha, hay nhà phát hành họ làm lỗi, họ bị lỗi. Tại vì nếu mà nó lỗi á, mình sẽ bán được cái giá rất là cao á. Mắc sẽ cao hơn lá bình thường, tại vì này là hàng lỗi của hãng làm mọi người. Rất là hiếm luôn á. Mà cái này nó đẹp nữa chứ. Nó là một cái dấu tròn luôn. Nó tròn quay, nó chấm vô đây luôn giống như một bông tuyết vậy á. Tuyệt vời. Tuyệt vời, tiếp. Tự nhiên có động lực hẳn luôn á. Tự nhiên mở vui. Chưa hôm nào mà mở vui như hôm nay á. Hôm nay mà ra con rồng nữa là tuyệt vời luôn á. Nhẹ nhẹ thôi. Có cho các bạn nè. Một. Ê. Cái này nó bị trắng dữ quá. 2, 3, 4. Đó. Năng lượng Cramorant, Rotom, Tropiascale. Con này hồi xưa mình còn nhỏ, mình coi phim á, mình kêu nó là khủng long chuối. Tại nó là khủng long mà nó có trái chuối đây nè, mình gọi là khủng long chuối. Chopping, Naked, Puzzle, Sings, Coffin. Một em reverse holo, phía sau sẽ là ý. Mình thấy cái gì rồi mọi người ơi, nó có cái hiệu ứng phía sau nè. Rồi cái này sẽ là lá gì đây? Một em Cramorant V-Max luôn. Dạ đủ bộ đó. Có con này. Với lại tập trước mở được con Vi, tập này mở được con này, với cho thêm con Shiny nó đủ bộ luôn. Đủ bộ em. Con này có gì ta? Chim bới cá hả? Không ta. Thấy con này nó hay ngậm mấy con trong miệng á. Rồi, tuyệt vời. Tiếp tục nào. Cót. 1, 2, 3, 4. Và năng lượng. Ồ, nãy giờ mình chưa có năng lượng lửa đúng không mọi người? Trainer, Luxio,
Đẹp quá nào người ơi. Mấy con xe đi lần này làm cái nền sáng quá ha. Chói mắt luôn á. Rồi. Hai bát cuối. Rồi, cho con rồng đi mà. Cho con rồng đi. Chỉ cần con rồng nữa thôi là xong rồi. Cất các bạn. 1, 2, 3, 4. Năng lượng. Nước. Lazio. Bongai. Tropius. Mopico. Nikki. Eevee. Pacifier. Shiro. MDD Reverse. Là con nãy đó. À, phía sau sẽ là... Ý, không ôi, không ăn bình thường thôi. Rồi, pack cuối cùng. Last pack magic nha mọi người. Bình thường á, mấy người mà chơi với con á, họ xui xui á, họ mở tới cái pack cuối cùng, họ mới ra cái một cái gì đó đặc biệt á, nên họ thì gọi là last pack magic. Cái hy vọng cuối cùng á, nó ra thì nó vui, còn nó không ra buồn hiu luôn. Có ý mình lỡ che lại lại có 1, 2, 3, 4 ten vẫn không có năng lượng lửa luôn. Chim cúng chân cá ngựa voi rùa con chuồn chuồn con hamster đi, con này chắc là con hamster đi. Emerald Reverse và phía sau sẽ là Charizard nha, Rồi xong luôn. Lại một mùa nữa không có Charizard. Không sao. Hôm nay mình mở cũng được nhiều, cũng vui rồi. Đây mình sẽ cột điểm lại những lá nãy giờ nha mọi người. Đó, nó sẽ có em Riden V Reciram. Một em trainer full lot. Một em mèo shiny. Một em Ditto VMAX. Một em Indeedee V. Một em Cramorant VMAX. Đó. Cái này nè, mấy ghê. Frostmoth shiny. Lucidivite. Và Double V. Rồi, mình sẽ dừng video tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình và hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong những video sắp tới. Và các bạn đừng quên ủng hộ mình bằng cách nhấn vào nút theo dõi nha. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ video này giúp mình nha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở video tập sau. Bye bye.